Uống trà xanh giảm mỡ bụng là một trong những cách cải thiện kích thước vòng eo và vóc dáng cơ thể được nhiều bạn nữ ưa chuộng. Nhiều tài liệu khoa học cũng cho biết trà xanh, chè xanh vừa có tác dụng giải nhiệt vừa hỗ trợ tiêu hao mỡ thừa hiệu quả nhanh. Bạn cũng đang dự định áp dụng phương pháp giảm mỡ bụng bằng trà xanh nhưng chưa biết uống như thế nào? Hãy cùng D-Liz tham khảo 5 cách uống trà xanh giảm mỡ bụng hiệu quả nhanh bất ngờ sau đây nhé! 1. Uống trà xanh giảm mỡ bụng có hiệu quả không? Trên cơ thể của mỗi người luôn có một lượng mỡ bụng nhất định. Dù vòng eo của họ to hay nhỏ, vai trò chủ yếu của mỡ bụng chính là lớp đệm bảo vệ các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu lượng mỡ bụng càng nhiều thì nguy cơ gây béo phì và các bệnh mãn tính nguy hiểm càng cao. Ngày nay, bất kỳ ai từ nam cho đến nữ đều chú trọng đến kích thước vòng eo, luôn cố gắng giảm mỡ bụng xuống thấp nhất có thể. Uống trà xanh được coi là thực phẩm giảm mỡ bụng rất tốt, một giải pháp giúp đốt cháy mỡ bụng khá hiệu quả bởi trong trà xanh chứa các đặc tính cụ thể như sau. Theo nghiên cứu khoa học, trong trà xanh có rất nhiều hoạt chất epigallocatechin gallate EGCG, một chất chống oxy hóa có khả năng đốt cháy các chất béo trong máu. Thêm nữa, trong lá trà xanh còn chứa lượng lớn caffeine, đóng vai trò thiết yếu cho quá trình tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng từ dạ dày, giúp giải phóng mỡ thừa vòng hai nhanh chóng. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C cùng các chất dinh dưỡng khác có trong lá trà xanh khá nhiều. Các thành phần dưỡng chất này hỗ trợ tiêu hao mỡ thừa, ngăn ngừa việc nạp thêm năng lượng vào trong cơ thể. Tóm lại, uống trà xanh mang lại hiệu quả đốt cháy mỡ bụng rất hiệu quả. Bạn nên áp dụng phương pháp giảm cân này để có được vóc dáng thon gọn, vòng eo săn chắc như mong muốn nhé. 2. Top 5 cách uống trà xanh giảm mỡ bụng hiệu quả nhanh tại nhà. Thực tế cho thấy, vấn đề béo bụng không chỉ là nỗi lo của chị em phụ nữ mà cả những quý ông cũng rất quan tâm vấn đề này. Nguyên nhân gây béo bụng xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, nhưng chủ yếu do ngồi nhiều, ít vận động, sử dụng nhiều rượu bia. Chúng ta có vô vàn cách giảm mỡ bụng nhưng để đạt hiệu quả và an toàn thì việc sử dụng các nguyên liệu tự nhiên được đánh giá cao hơn cả. Uống trà xanh được đánh giá là cách đánh tan mỡ bụng siêu an toàn mà hiệu quả dài lâu. Dưới đây là hướng dẫn 5 cách uống trà xanh giảm mỡ bụng có hiệu quả nhanh đến bất ngờ. 2.1. Uống nước trà xanh tươi, cách uống giảm mỡ bụng của người Nhật Bản. Theo kinh nghiệm của người Nhật, lá trà tươi chứa rất nhiều dưỡng chất hỗ trợ cho hiệu quả giảm cân, giảm mỡ bụng. Hơn nữa, hương vị thơm ngon của trà xanh còn giúp tinh thần của bạn trở nên sảng khoái, minh mẫn hơn. Hướng dẫn cách uống trà xanh tươi giảm cân như sau. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một nắm lá trà xanh tươi tự nhiên, sau đó nhặt lấy ngọn lá và ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 2-3 phút thì để ráo. Cho sẵn trà vào ấm nhỏ, cùng lúc này đun sôi nước khoáng. Khi nước bắt đầu sôi thì đổ một lượng nước vào, ngâm trong 5-10 s thì đổ nước đi. Lúc này, nước nóng đang ở nhiệt độ 75-80 độ C thì bạn đổ ngập bình và hãm trong 20-30 phút. Cuối cùng, đổ ra chén nhỏ và thưởng thức. Lưu ý, bạn không nên pha trà bằng nước nóng ở nhiệt độ từ 98-100 độ C và cũng không nên hãm quá lâu. Sẽ khiến các hoạt chất có trong trà bị phân hủy, làm mất hương vị thơm có sẵn từ trà, khiến trà bị đắng chát. 2.2. Giảm mỡ bụng bằng nước trà xanh gừng. Một vài nghiên cứu cho rằng, thêm vài lát gừng vào cốc trà xanh thì hiệu quả tiêu hao mỡ thừa trong cơ thể sẽ tăng lên đáng kể. Bởi trong thành phần của gừng có hàm lượng tinh dầu zingiberin lớn giúp tiêu hao mỡ thừa hiệu quả. Uống nước trà xanh với gừng còn giúp phòng ngừa các bệnh cảm cúm, đau họng, ho kéo dài vào mùa đông rất tốt. Hướng dẫn cách uống trà xanh gừng giảm mỡ bụng như sau. Trước tiên, bạn cần chuẩn bị nắm trà xanh tươi rửa sạch với một củ gừng già tươi đã gọt sạch vỏ và thái lát mỏng. Trần qua lá trà với nước sôi nóng, ngâm trà xanh với nước sôi mới trong 10-15 phút để dưỡng chất lá trà tan vào nước. Thát lát gừng thật mỏng và cho vào ấm trà, dùng một ly trà gừng nóng vào sáng, trưa, tối để tốt cho hệ hô hấp và hỗ trợ việc tiêu mỡ. Giảm cân 2.3. Nước trà xanh chanh, chanh tươi là loại quả có hàm lượng axit và vitamin C lớn nên có tác dụng làm tiêu hao mỡ thừa khá tốt. Trong khi đó, trà xanh chứa các tinh chất catechin, EGCG giúp chuyển hóa chất béo và giảm nồng độ chất béo trong cơ thể rất tốt. Khi kết hợp với trà xanh, hiệu quả giảm mỡ bụng sẽ tăng gấp đôi. Ngoài ra, uống trà xanh pha chanh còn giúp đào thải độc tố, giúp vóc dáng của bạn thon gọn hơn cùng da trắng mịn, hồng hào. Để giảm mỡ bụng bằng nước trà xanh pha chanh thì bạn nên thực hiện theo các bước như sau. Đầu tiên, bạn chọn lá chanh tươi sạch không hóa chất về, rửa, vỏ nát và cho vào ấm giữ nhiệt. Tiếp đến, cho nước sôi vào hãm trong 10-15 phút, sau đó, rót ra chén thủy tinh để nguội.
Với 200ml nước chè xanh bạn sẽ pha loãng với nửa quả chanh tươi, sau đó từ từ uống trước khi dùng bữa khoảng 30 đến 45 phút. 2.4. Uống nước trà xanh và lá bạc hà. Sử dụng lá bạc hà thơm mát có tác dụng thư giãn cơ thể, đào thải độc tố và phòng ngừa các bệnh về tim mạch, tiểu đường rất tốt. Sự kết hợp giữa trà xanh và lá bạc hà tạo nên một công thức với hương vị khó quên, đồng thời kích thích khả năng đốt cháy mỡ bụng tốt hơn. Hướng dẫn cách uống nước trà xanh lá bạc hà như sau. Nguyên liệu cần có 7 đến 10 lá bạc hà, 1 lít nước trà xanh. Cách pha trà xanh giảm cân. Bạn rửa sạch lá chè tươi, cho vào ấm và đổ nước sôi vào hãm. Tiếp đến, khi nước trà đã nguội dần, bạn thả lá bạc hà vào, đổ vào bình giữ nhiệt và mang theo người để có thể sử dụng đều cả ngày. 2.5. Uống nước trà xanh dứa. Uống nước trà xanh dứa cũng là cách đốt cháy mỡ bụng hiệu quả được nhiều người ưa chuộng. Trái dứa thơm cũng được xếp vào thực phẩm giảm cân rất tuyệt vời nhờ hàm lượng chất xơ và vitamin C khá cao. Bạn có thể uống nước trà xanh dứa giảm mỡ bụng theo cách như sau. Cho gói trà xanh túi lọc giảm cân vào cốc và đổ nước sôi vào. Tráng qua một lượt nước nóng, tiếp đến ép lấy nước dứa và pha chung với cốc trà xanh theo tỷ lệ chia đều 1:1. Lưu ý, không nên cho thêm đường và chỉ cho nước ép dứa vào khi nước trà xanh đã nguội hẳn. 3. Lưu ý, khi uống trà xanh giảm mỡ bụng đúng cách an toàn. Thực tế thì uống trà xanh giảm mỡ bụng đang được rất nhiều người trên thế giới áp dụng và cho kết quả tuyệt vời. Tuy nhiên, nhằm nâng cao trên hiệu quả đốt cháy mỡ bụng, bạn cần lưu ý một số điều sau đây. Không uống trà khi đói, bởi nó sẽ khiến bạn bị hoa mắt, chóng mặt, gây khó chịu, buồn nôn, dẫn đến mất kiểm soát. Không nên uống trà trước khi ăn. Nước trà sẽ làm loãng dịch vị của bạn. Không nên uống trà khi lạnh, bởi nó dễ gây tình trạng đình trệ khí, làm sinh ra nhiều đờm trong họng. Không nên sử dụng trà đã pha quá lâu, dễ nhiễm khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe. Không nên dùng trà pha lại nhiều lần. Trà đã mất chất, không còn tác dụng giảm cân. Tuyệt đối không uống trà sau khi ăn thịt chó, sẽ gây ngộ độc. Uống trà xanh đúng cách giúp phát huy tác dụng giảm cân tốt nhất. 4. Câu hỏi thường gặp. Ngoài thắc mắc cách uống trà xanh giảm mỡ bụng thì mọi người còn có một số câu hỏi liên quan đến vấn đề uống trà xanh giảm béo khác. Dưới đây là một vài thắc mắc về trà xanh giảm cân. Mời các bạn cùng tham khảo thêm. 4. 1. Nên uống trà xanh giảm mỡ bụng vào thời điểm nào? Uống trà xanh vào buổi sáng từ 10 giờ đến 11 giờ hoặc vào buổi tối. Uống vào thời gian này sẽ thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn. Tốt nhất bạn nên uống trà xanh trước hoặc sau 2 giờ trước khi ăn để tối đa hóa lượng chất dinh dưỡng của bạn và không ảnh hưởng đến quá trình hấp thu sắt. Nếu bạn là một bệnh nhân thiếu máu, tránh uống trà xanh cùng với bữa ăn của bạn. 4.2. Có nên uống trà xanh giảm mỡ bụng hàng ngày không? Theo Trung tâm Y tế của Đại học Maryland, một người trưởng thành mỗi ngày có thể uống 2-3 năm ánh sáng nước trà xanh hoặc 100-750mg chiết xuất trà xanh mỗi ngày. Nếu tiêu thụ quá mức, loại nước này sẽ gây ra một số vấn đề về sức khỏe. Nếu bạn là người mới uống trà xanh, hãy bắt đầu từ từ và nâng dần cho đến khi cơ thể thích ứng. 4.3. Ai không nên uống trà xanh? Uống chè xanh có tác dụng giảm mỡ bụng cực kỳ tốt. Tuy nhiên, những người thuộc các đối tượng sau đây không nên uống nước trà xanh. Người bị táo bón, đau dạ dày, do trong lá trà xanh có chứa thành phần phenol sẽ gây hiện tượng khó tiêu. Rối loạn đường ruột nghiêm trọng đối với người đang có hệ tiêu hóa yếu kém, trẻ em dưới 3 tuổi. Trẻ em uống trà quá sớm sẽ gặp các vấn đề như thiếu sắt, thiếu vitamin B, dẫn đến còi xương, suy dinh dưỡng, người suy nhược thần kinh và mất ngủ. Trà xanh được coi là chất kích thích dễ gây ức chế thần kinh, khiến người dùng suy nhược tinh thần, thường xuyên mất ngủ, người bị bệnh tim và cao huyết áp. Trong lá trà xanh có chứa chất caffeine và axit oxalic làm dây thần kinh bị kích thích mạnh, dễ tạo kết tủa xoay, gây hiện tượng tim đập mạnh, huyết áp bị đẩy lên cao. Phụ nữ mang thai, cho con bú, lượng axit oxalic trong lá trà xanh tương đối lớn có khả năng làm phân tử sắt bị kết dính nên cơ thể không thể hấp thụ được. Phụ nữ mang thai hay cho con bú uống trà xanh sẽ làm rối loạn sự phát triển của thai nhi cũng như sức đề kháng của mẹ. Thậm chí có thể gây ngộ độc, tăng huyết áp. Tổng kết có thể thấy rằng nước trà xanh là thức uống an toàn, rất tốt cho sức khỏe con người, đặc biệt là với người đang muốn giảm béo. Bài viết trên đây của Delis đã chia sẻ cho bạn đọc cách uống trà xanh giảm mỡ bụng cực kỳ hiệu quả. Hy vọng những kiến thức chia sẻ này sẽ bổ ích cho nhu cầu tìm kiếm của các bạn. Bài viết này của chúng tôi xin dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy thường xuyên truy cập website Delis.
vn của chúng tôi để cập nhật những bài viết mới nhất nhé. Link mua phẩm sản phẩm mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.